Tiểu sử diễn viên Lương Mạnh Hải Lương Mạnh Hải sinh năm 1981 tại Hà Nội là một nam diễn viên. Điện ảnh và truyền hình người Việt Nam, Lương Mạnh Hải là một diễn viên trẻ, triển vọng của điện. Ảnh Việt Nam, ít ai biết trước khi đến với điện ảnh, anh là một phóng viên của tạp chí tiếp thị. Gia đình, thế giới, văn hóa, anh từng lọt vào top 3 nam diễn viên chính xuất sắc của HTV Awards năm 2006. Anh được biết đến với vai trò người diễn viên qua các bộ phim tiêu biểu như Tuyết, Nhiệt đới, Hồn Trương Ba Gia Hàng Thịt, Bỗng dưng Muốn Khóc, Vừa Đi Vừa Khóc lần đầu tiên tham ra đóng phim trong bộ phim Nữ tướng cướp với một vai phụ nhỏ và cắt xê 2 triệu đồng. Có lẽ, Lương Mạnh Hải chỉ nghĩ mình đi đóng phim như một anh phóng viên vì tò mò mà ghé chân thăm một mảnh đất lạ rồi sẽ lại lên đường bỏ lại mảnh đất đó. Nhưng kể từ vai phụ đầu tiên, giờ ngồi điểm lại lương mạnh hải đã có một gia tài kha khá những vai chính nổi đình nổi đám trong nhiều bộ phim của vũ ngọc đãng lương mạnh hải là con trai út trong gia đình có hai anh em trai bố làm du lịch mẹ làm y tá anh trai làm trong lĩnh vực hàng không chỉ riêng có lương mạnh hải học chuyên ngành chứng khoán của học viện ngân hàng nhưng sau khi ra trường thì lại đi làm báo rồi chuyển sang làm diễn viên lương mạnh hải không chỉ nổi tiếng với những vai diễn trong những bộ phim của vũ ngọc đãng mà còn nổi tiếng với nước da trắng môi hồng và gương mặt thư sinh khiến khán giả yêu thích nhưng hồi nhỏ nước da trắng của lương mạnh hải luôn mang vẻ xanh xao ốm yếu vì tuổi thơ của chàng diễn viên này là một tuổi thơ nay ốm mai yếu gắn liền với ốm đau bệnh tật nói về chuyện làm đẹp của đấng mài dâu lương mạnh hải cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân từng có ý định phẫu thuật thẩm mỹ mũi vì mọi người nói rằng mũi của anh tẹt cần nâng mũi cao hơn để thay đổi tướng số và có thêm nhiều tiền khá đắn đo về lời khuyên này và từng định sang Hàn Quốc để chỉnh sửa mũi nhưng sau đó Lương Mạnh Hải đã quyết giữ nguyên bản chiếc mũi của mình vì nhận được lời khuyên từ cô bạn xinh đẹp Minh Hằng phim đã tham gia nữ tướng cướp 2004 phim điện ảnh hồn chương ba ra hàng thịt 2006 phim điện ảnh tuyết nhiệt đới 2006 phim truyền hình HTV7 với anh thư và thanh hằng bỗng dưng muốn khóc 2008 phim truyền hình VTV1 với Tăng Thanh Hà đẹp từng cm 2009 phim điện ảnh với Tăng Thanh Hà ngôi nhà hạnh phúc 2009 phim truyền hình VTV3 với minh hằng hot boy nổi loạn 2011 phim điện ảnh với hồ Vĩnh Khoa vừa đi vừa khóc 2014 phim truyền hình VTV3 với minh hằng con ma nhà họ Vương 2015, phim điện ảnh, vòng L56, 2016, phim điện ảnh, với Ngọc Trinh Hot Boy nổi loạn 2, 2017, phim điện ảnh, với La Quốc Hùng.